rồi sẽ tan. Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình. Lòng mất đi em gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao? Mai bước sang ngàn, lòng thêm nát tan, tình đã dỡ. Đang nghe bộ ghép toàn bộ của Nhật hết. Giá của chọn bộ này là 10.900.000. Gồm có âm ly Pioneer 780 và cặp loa Mitsubishi 35B. Đấy, bây giờ sẽ giới thiệu chi tiết từng món để anh em nắm nhé. Đầu tiên là con Pioneer 780. Đây nó là dòng A, chứ không phải dòng SX nhé. 780 nó có hai dòng của Pioneer, một dòng A. Đây là dòng A. Dòng A là âm ly stereo. Còn dòng SX780 thì nó là dòng receiver. Đấy, anh em lưu ý hai dòng. Chất tiếng của 780 thì nó là dòng tiếng rất là tốt. Nó âm sắc nó cũng hay. Chất âm nó tựa tựa như con 7825 mã. Tuy nhiên nó con này nó không đình đám, nó không nổi bằng. Một trong những cái lý do đấy là nó không có đồng hồ vu. Còn con này chất tiếng rất là tốt. Công suất tiêu thụ là 160W, sản xuất tại Nhật, thập niên 70. Đó, con này thì không phải là ấy mà rất là nhiều clip, rất là nhiều anh em còn nói đến con này rồi. Nó là dòng phổ thông. Và với bộ 10.900.000 này anh em sẽ có đôi loa là đôi loa Mitsubishi. Nghe cái hãng này thì nó hơi lạ. Tuy nhiên là hôm nay nhân dịp này thì cũng sẽ nói sơ qua để anh em nắm được một chút. Về Mitsubishi, Mitsubishi thực ra nó là một cái tập đoàn của Nhật. Thì nếu mà các bác nhìn cấu hình này, các bác sẽ thấy là bản thân nó là gì? Nó là cặp loa Diatone 35B. Nó chỉ khác mỗi chỗ là chỗ này nếu mà che đi, nó là Diatone thì nó ok. Tuy nhiên đây nó là có Mitsubishi. Thì tại sao nó có cái tên này mà không phải Diatone? Diatone là hãng loa của Nhật, và khi người ta đặt tên Diatone ấy, thì chủ yếu là người ta phục vụ cái nội địa của Nhật thì người ta sẽ lấy tên là Diatone, giống như hãng Victor này. Nếu mà dùng nội địa Nhật ấy, thường là điện 100 thì người ta sẽ lấy Victor, nhưng xuất đi thị trường các nước thì người ta đặt tên là GBC. Đấy, trong khi cái thằng Mitsubishi này thì xuất đi thị trường các nước thì nó sẽ lấy tên là Mitsubishi. Nó là tập đoàn đa ngành, kiểu như Vingroup của mình bây giờ. Thì Mitsubishi nó có rất là nhiều ngành nghề, về điện dân dụng này, về điện lạnh này, về âm thanh này, về máy công trình này, rất là nhiều ngành nghề, nó là đa lĩnh vực. Đấy, những cái ngành nghề em vừa kể thì em đều có biết hết nó ở Việt Nam, và những cái gì nó ở Việt Nam có hết. Các bác nào làm máy công trình thì biết Mitsubishi, các bác nào dùng điện từ điện lạnh sẽ biết có Mitsubishi. Còn hôm nay là âm thanh, thêm một cái trải nghiệm cho anh em nắm được cái thông tin này như vậy. Về cặp loa 35B này thì nó sở hữu bass 31. Và cặp hôm nay về thì không có gì để chê cả. Gân nó là gân zin. Con này là gân vải nhá. Gân zin của nó như thế này. Các bác nhìn này, nó nhăn nhăn này. Đấy. Và vừa rồi các bác có nghe chất tiếng của nó rồi đấy. Còn anh em nào mà thích về thay gân mút vào thì tùy. Nhưng trước mắt là nó về nó zin và nó còn rất là đẹp. Đây đằng sau của nó, các bạn nhìn cặp này nó rất là mới. Cặp này thì nó chuyên nghe nhạc, nhưng thi thoảng anh em hát hò thì vẫn ok nhá. Đấy,
Mitsubishi. Cặp này rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay hai bên cho các bạn nhìn. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Thùng hậu rất là đẹp. Và tầm tiền này anh em chơi được nguyên cả bộ của Made in Japan luôn. Đấy, hôm nay thì thêm một cái lần nữa để anh em biết được Mitsubishi và Dayton, cũng giống như hôm trước có giải thích cho các bác là Victor và GBC. Đây là đằng sau của con 780. Đấy, như em đã nói rồi, 160W, điện 100V. Con này đánh tiếng rất là khỏe. Nó còn khỏe hơn cả con 78 hay là mã cơ. Đánh rất là lực và âm ly nó khá là dày. Cái này nó có một cái band mở ra này. Đấy, nhiều bác không biết đâu. Đây nó có một cái band mở ra này nhá. Để mình có thể mình chỉnh bật lăng nhé. Đấy. Còn đương nhiên là đây loa, loa loa B, loa lớt. Còn bình thường mình ấy thì mình cứ đóng vào thì mình cứ chỉnh bát tép ở ngoài, nó vẫn thiết kế một cái lúm ở ngoài. Đấy, các bác nhìn. Đó là cái lỗ tròn. Khi đóng vào thì nó như thế này. Ở ngoài là có những cái tính năng chính rồi, ví dụ chuyển ngõ. Ví dụ bây giờ em đang bật ngõ AUX. Đấy, AUX này. Nhìn nó lên AUX này. Đấy, các bác nhìn. Đây là booting. Cầm tiếng. Hôm nay đánh tiếng rất là lực, 780 mà. A780 nhá. Tất cả những dòng piano mà nó ghi chữ đầu là A ấy, là dòng âm ly stereo. Đấy. Còn nếu mà SA thì cũng là dòng stereo, nhưng mà SX thì là dòng receiver. Thì bản thân receiver thì nó vẫn là stereo, nhưng mà receiver thì nó sẽ có thêm phần đài. Đấy, còn những cái dòng mà nó có chữ đầu là VSA thì là dòng đa kênh nhé. Ví dụ VSA 900, VSA 930, VSA 550, VSA 730. Thế cho nên anh em phải đọc đúng mã, không nó sẽ ra đời khác. Đấy. À, lý do là như thế. Còn hôm nay thêm một trải nghiệm nữa. À, với cái bộ này 10.9 triệu, các bác nào có nhu cầu thì có thể điện cho thằng Audio theo số máy hiện trên màn hình. À, để một bài nữa cho các bác cùng nghe nhé. Em đang cắm từ máy tính luôn. Xin phép tạm dừng tại đây. Những cái clip của thằng Audio thì muốn hướng đến cho anh em những cái thông tin hữu ích về các cái đồ âm ly và loa bãi, đầu CD bãi, equalizer. Còn test nhạc chỉ là phần phụ thôi. Còn thực tế qua những cái thiết bị thu như thế này thì nó không hay được đâu. Nếu mà các bác muốn nghe nhạc thì tốt nhất là các bác lên YouTube, các bác vào những cái trang mà nó chuyên về test nhạc.
thì để nghe nha. Còn như thế này thì mang tính chất là quay để các bác có gọi là tò mò và biết thêm thông tin thôi. Còn với những cái bộ như này thì tốt nhất khuyên các bác lên qua trực tiếp. Cái thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái sản phẩm đồ second hand anh em mua ấy, đến cửa hàng nên yêu cầu người ta tháo ra mình xem ruột gan bên trong. Bản thân bên em thì về những cái đồ này thì cũng đều có tháo kiểm tra. Tuy nhiên là các bác đến mua sản phẩm gì cũng vẫn nên tháo ra kiểm tra, vừa là để mình biết được chất lượng, cái thứ hai nữa là nó cũng để gọi là mình chơi thì mình biết được những cái thiết kế, những cái kết cấu của cái sản phẩm để mình hiểu cái sản phẩm hơn, mình chơi cho nó hay. Đấy. Anh em nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của Thắng Auto để làm em làm nhiều những cái clip hữu ích như thế này. Hôm nay dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.